xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Đơn hàng đầu tiên là của Lê Phương ở An Giang. Đây là đơn hàng của Lê Phương ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay của shop. Em sẽ giới thiệu cho các bạn cái đơn hàng của các bạn đặt ngày 24 tây. Đầu tiên là bạn đặt có một cái này ha. Cái này gọi là sticker hình dáng những con thú con vật đó các bạn, 4.000 một cái như thế này thôi nha. Tiếp theo đây là cái sổ sticker, ta gọi là để mình trang trí đó các bạn, nguyên một cuốn sổ như vậy đó. Đó anh các bạn xem nha. Từ đó bên trong nó này, cái cuốn này nó có cái vạn lò xo đó các bạn. Đó, có những hình này là cái bìa ở ngoài. Ở đây thì nó có những cái khúc này nè, đó. Cái này ở ngoài để mình đánh dấu mình biết màu sắc này các bạn. Đó, các bạn muốn lặt tới màu sắc nào ha. Đây, tới màu hồng thì nó ra sẽ ra những cái con màu hồng các bạn. Đó. Đây, ha, bạn màu hồng, đó màu hồng. Màu xanh đó màu xanh ha. Đây cũng rất là nhiều tờ luôn các bạn. Đó. Mình gán mình bảo quản này rất là tiện luôn. 40.000 một cuốn sổ như thế này. Và shop có loại mà cuốn sổ 30.000 nữa ha. Và đây là bạn Wuxi Mochi bạn gấu. Đó. Áo xiêm kia bạn gấu. Đây rất là mềm luôn các bạn. Rồi trong tập số 06 các bạn xem. Sẽ có cái video giới thiệu về chi tiết về các bạn này rồi. Các bạn vào video đó xem giùm shop nha. Và đây là đơn hàng của Lê Minh Châu. Các bạn thấy không? Này là đơn hàng bên Shopee các bạn. Đó, shop này có đơn hàng có bán trên cửa Shopee đó các bạn. Muốn mua trên Shopee thì hãy vào ha. Bé Út Chibi shop ha. Bé Út Chibi bấm liền luôn chấm shop. Nó sẽ ra nha các bạn. Đó, và bạn mua một cái vỉ tiền này các bạn. Vỉ tiền như vậy, một vỉ tiền như vậy là 40.000 thì giá bán trên shop như thế nào sẽ Shopee shop bán y vậy nha các bạn. 40.000 một vỉ như thế này. Có 20 shop, một shop như vậy là 5 tờ đó các bạn. Ha. Các bạn nào mà muốn mua trên Shopee thì hãy vào Shopee ha, bấm là Bé Út Chibi bấm liền không dấu và bấm chấm chữ shop nữa. Nó sẽ ra nha các bạn. Và đây là đơn hàng của Kim Cúc ở Quảng Ngãi. Và chị Kim Cúc có mua cho bé nhà mình là một bạn ha, một cặp búp bê nè các bạn. Đó. Một búp bê cặp mặc đồ giống nhau luôn ha. Đây, bạn nữ thì tóc nè, hồng vàng. Đó. Đây cái áo thì có hình xương chó nè các bạn, hai bạn luôn ha, bạn nam và bạn nữ. Chân tay ha, chân tay đều có khớp luôn nè. Đó, chân tay có khớp. Ha, có dài luôn nha các bạn, có dài hết. Đó. Mắt thì mắt đẹp, bạn nữ là mắt đá nha, rất là xinh. Tiếp theo là bạn có đặt một cái ha, ba lô cho búp bê. Cái này thì mình có thể dùng làm móc khóa cũng được. Đây. 15.000 một cái nha các bạn. Đó, 15 cái có dây kéo luôn. Ba dây kéo ba học. Hình hoa cúc màu xanh rất là xinh xắn dễ thương. Tiếp theo là bạn đặt có ba cái váy nè. Bốn cái váy đơn giản ha. Shop lấy đủ kiểu cho mình luôn á, khác nhau. Bốn cái váy đơn giản nha, một cái như vậy là chỉ có 3.000 thôi. Tiếp theo là bạn mua thêm một cái váy nè. Đây bạn mua một cái váy cô dâu, nó có cái móc khóa mannequin luôn nè các bạn. Ở đây là có nơ rất là xinh luôn nè, hoa. Ở dưới đây cũng nơ nữa, giải von nha các bạn. Loại này thì nó có một lớp thôi. Đó. Có kèm thêm cái lớp nữa nè là 30.000 nha. Đó, nếu này mua lẻ một bộ này là 25, cái lớp 8.000 là tổng là 33.000. Nhưng mà mua có lớp luôn là phải sắp lấy một combo vậy là chỉ 30.000 thôi. Tiếp theo là bạn có đặt một cái combo ha, combo là phụ kiện cho búp bê. Thì trong đây nhiều lắm nên sẽ không có đổ ra, nhưng mà nó giới thiệu sơ với các bạn là nó có bàn, có ghế nè, có tủ lạnh nè. Đây là có nón nè, có cái ly nước ép cho mình nè, có lược ha, có giỏ sách, có là cái tập sách đi học cho búp bê này, có giày luôn đó các bạn. Đó, có móc luôn ha. Có rất là nhiều luôn, móc nữa nè. Rất là nhiều, có cài tóc nữa. Mua combo này là rất là rẻ ha, combo này là 87.000 nhưng mà thực chất nếu mua lẻ ra mình tính ra là khoảng 110.000 nha các bạn. Và Tèn Tèn xin chào các bạn ha. Giờ chúng ta sẽ tới đơn hàng đặc biệt của ngày hôm nay, đơn hàng khủng của bạn là Trần Vũ Văn Anh ở Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu các bạn. Đây các bạn xem ha. Đơn hàng của bạn Văn Anh đây, bạn đặt tổng là khoảng là 900.000 nha các bạn. Đó, các bạn xem tổng thể cái đơn hàng của bạn đặt trước nha. Đây, tổng thể. Đó, nó có son nè, nó có ba lô, nó có dây chuyền, nó có đồ chơi, đồ đầy đủ luôn các bạn nha. Và mình sẽ đi chi tiết từng cái món hàng đầu tiên của bạn đặt như thế nào ha, các bạn xem và bình luận ở dưới xem có đẹp hay không nha. Đầu tiên là bạn đặt là một cái xì lam. Đây xì lam này là 5.000, xì lam trái cây đó các bạn. Nó có hình trái đào nè. Bên trong ha, cũng rất là nhiều xì lam, chỉ có 5.000 thôi đó. Đợi lại, em đeo vào tay nó hơi chứ con không có ấy. Đây tay xấu quá đó, đeo vào tay che lại cho các bạn xem cho nó thấy nó đẹp hơn ha. Đó, cái đó cũng là tôn trọng các bạn xem video của mình. Tiếp theo là bạn đặt một bộ cọ 30.000, bạn đặt là bạn như là bạn thỏ thì phải, nhưng mà sắp hết thỏ rồi nha, sắp chỉ còn bạn nào gấu với lại là vịt nên là sắp lấy vịt cho mình nha. Vịt đẹp hơn, gấu thì nó màu đen đen nên là không có đẹp. Đó. Tiếp theo là bạn đặt là son môi nè, son xí muội nè các bạn nha. Đó, son xí muội dưa hấu luôn. Còn như là bạn đặt thêm là son trái cây nè, son đào nè. Đó. Tiếp là son nó đâu rồi ta, đây nữa son nữa ha. Đây, nó khác màu nhau đó các bạn, đủ màu luôn á. Và mỗi cây như vậy là 40.000, đúng là 40.000 nha các bạn. Tiếp theo là bạn có đặt một cây viết ha, một cây viết Galaxy. Viết chì Galaxy, trời nhìn trong đây nó chiếu lấp lánh luôn các bạn ơi. 10.000 một cây.
một cây bóc chảo nè, một cây bóc chảo vậy là 5.000. Hai cây bóc nước này nha các bạn, hai cây bóc nước có kim tuyến luôn. Tiếp theo là một cây bút chìa khóa nè, đó, bút nguyên với chìa khóa luôn, chìa khóa thành công ha. Theo là một cây bút bút si, anh sẽ lấy cho mình cái bút si bắp đó các bạn, đặt như là toàn là màu xanh á, mực màu xanh. Tiếp theo đây là một cái máy phun sương nè, đó, có đèn nè các bạn ha, là hoạt động được ok nhá. Giờ mình chắc hết pin á, giờ mình sạc pin. Ở đây nó có cái dụng cụ để mình cắm vào sạc giống điện thoại nha, giờ mình sạc pin nha. Đây, đây là cái một cái băng keo cá nhân, nên đơn hàng là nhiều quá nên shop không có mở, để các bạn xem. Hôm đây thì nó có 5 miếng băng keo cá nhân cá tính ha, để mình dán. Tiếp theo là một cái đây lắp tay Ấn Độ luôn đó các bạn, nhìn đeo giống ở trong đây nè, lắp tay Ấn Độ chỉ có 5.000 thôi nha các bạn. Đây một túi xi, bạn lấy xi trên gấu nhưng mà sắp hết trên gấu rồi, sắp lấy cái mặt mèo cho mình nè, cũng rất là dễ thương luôn. Đây ha, đây cái xi mochi bánh bao, xi mochi bánh bao bự nha các bạn, 40.000. Có loại là loại nhỏ nè, 3 cái 50.000 loại mới, nó có bằng gà, bằng heo, bằng thỏ nè, đó 5 cái ha, cái loại 3 cái 50.000. Nó có trường hợp có nắp luôn nè, có nắp luôn nha, mình sẽ mở ra trước các bạn xem. Nắp mình chơi xong mình bảo quản lại như vậy nè, rất là tiện luôn, nó không có dơ. Tiếp theo đây, mình đặt thêm đây là hai bạn nè, Coca bình xịt chua, rất là ngon luôn. Cái này nhiều bạn nhỏ rất là thích. Tiếp theo là bạn đặt 13 hũ trái tim 2.000 có nắp. Và bạn đặt đây nữa là hai bạn nè, bạch tuộc gai á, có đèn. Đó, có đèn nha các bạn, chớp chớp nè. Đắt mạnh nó mới đèn nó mới lên ha. Thì có đèn hết. 26.000 một bạn như này nha, mình có thể làm móc khóa được luôn, nó có móc khóa nè. Đó, chơi rất là vui luôn, mình quăng mình đặt thoải mái. Bạn đặt hai bạn lật đặt ha, phi hành gia và wish game. Bạn như vậy là 5.000. Tiếp theo đây là cái thịt mắt ha, bạn chọn màu xanh, sắp lấy hình quả dâu bằng thỏ nè. Đó, 32.000. Giúp mình ngủ ngon mát ha, dịu mắt. Thêm một cái mắt kính tự sướng nè các bạn, đang hot trên mạng ha, để mình chụp hình nó tự sướng. Một cái như vậy là 18.000 thôi nha. Ngoài ra bạn có mua sợi dây chuyền đôi 2 sợi nữa các bạn, 20.000 nhưng hết loại 20.000 rồi, sắp còn loại 15.000 cho mình ha. Đây là cái hộp bút nước đào có kim tuyến. Đây, trong bọc này luôn. Có dây kéo nè, trong suốt. 70.000. Bộ kit làm xì lam ha, làm được 3-4 món xì lam đó, nó có hồ vô nát, keo sữa, cham rồi trong đây cho mình ha. Cắt xét. Đó, hương đồ đầy đủ. Tiếp theo là một cái ba lô để mình đi chơi Tết du lịch ha, du lịch mình đi chơi. Có những cái dây kéo ở đây, màu xanh gấu. Mẫu này 150.000 nha các bạn nha. Đó. Xanh gấu, tay đeo vào tay có kéo. Kéo đó, ha, tại vì anh đeo vào tay đó. Đây, nữa ha, đằng sau nè, đó, rất là xinh luôn. Có dây để mình lúc mình đeo ba lô đằng sau. Còn cái hộp bên đây nữa. Ha, bên trong nè, cũng rất là bự nhưng mà bỏ được ít đồ các bạn nha. Chỉ đồ bỏ dẫn dần vật dụng điện thoại này rồi mấy cái nhỏ linh tinh tiền bạc rồi trong đây ha, mình đeo đi chứ mình không thể nào lại bỏ bự được. Tại này đeo kiểu đẹp đó các bạn. Tiếp theo là mà bạn đặt thêm một cái, đây là hộp trang điểm nè. Hộp trang điểm 120.000. Rồi hộp này tha hồ trang điểm luôn, sắp mở ra cho mình xem ha. Bên trong nè. Có quá. Chết mình rất tôi luôn. Đây, đó, nó được bọc kính như vậy nè. Mình hạ cái camera xuống cho mình xem cho nó rõ. Đây, đó, đuổi. Lâu ngày nó dính đuổi. Đó, bỏ này ra. Nó có chữ ADS nè các bạn ha. Đây. Mở cho các bạn xem bên trong ha. Đó, phẳng có gương. Nó có mấy hộp ở đây nữa nè các bạn. Đó, mấy hộp ở đây nữa. Ở dưới nè. Đó, à, nó có mấy bộ cọ trang điểm đồ phấn má hồng đồ đầy đủ nha các bạn nha. Mẫu này 120.000 đó các bạn. Đây đây đây. Đó, đằng sau nè ha. ADS đằng trước, đây đằng trước nè. Đây mắt cúp, có đặt một đôi bông tai hình quả thơm nè các bạn ơi. Đó. Một bông tai hình quả thơm nha, 15.000 một đôi. Cũng rất là xinh xắn còn ten. Rồi, đơn hàng của bạn đã đủ rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video kiểm tra đơn hàng ngày hôm nay. Bạn hãy gọi điện 0937899707 để đặt hàng và đặc biệt là phải xin phép ba mẹ mình nha các bạn nha. Bye bye các bạn và hẹn các bạn video sau.